Chúng các bạn quay trở lại với kênh kiếm tiền tới hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nhận 60.000 token INC nha các bạn. Clip phần link mô tả bấm nút ta. Rồi các bạn bấm vào iGroup. Rồi các bạn join hai kênh Telegram của nó nha các bạn. Join hai kênh Telegram và username là. Rồi các bạn join kênh thứ nhất nè. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Các bạn join kênh thứ hai nè. Rồi các bạn thoát ra nè. Rồi các bạn ghi lại cái username Telegram của mình nha. A cộng anh 0329931577 0329931577. Rồi các bạn bấm join nha các bạn. Rồi các bạn subscribe to and support iGroup. Subscribe to Telegram channel của nó cái nữa các bạn ơi. Rồi các bạn join vô nha các bạn. Rồi new send you username. Rồi username Telegram là cái in cái hình nãy các bạn. Anh 0329931577 0329931577 bấm gỡ. Rồi các bạn follow Tiger. Và follow Tiger rồi. Rồi follow theo word là khao. Follow. Thông cảm nha các bạn, cái máy của mình nó hơi lót chậm nên mình làm video nó hơi dài hơn người ta cái giá 1-2 phút. Các bạn thông cảm nha các bạn. Mình cũng không có cắt. Nếu mà cắt mất thời gian quá. Rồi các bạn theo dõi cho nó các bạn. Rồi các bạn like cho nó 1-2 bài nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Rồi các bạn no send you the world cho em. Các bạn follow kênh thứ hai của nó các bạn. Rồi các bạn bấm nó theo dõi nha các bạn. Là 60.000 token nè các bạn. Đây 60.000 token khoảng bằng 14 đô ạ. Một ghép khoảng 5 đô nữa. Các bạn like cho nó vài bài nha các bạn. Rồi like 2-3 bài đi. Rồi các bạn ghi username theo qua lên nha các bạn. A cộng win VNH9 246 2468. Rồi các bạn bấm nút gỡ các bạn. Rồi get you. Rồi các bạn bấm vào nút RC20 nha các bạn. Với wallet. Rồi các bạn mở với wallet của mình ra. Các bạn lướt xuống tìm chữ ETH nha các bạn. Các bạn sao chép nè. Rồi các bạn gỡ vào nha các bạn. Wallet. Rồi. Rồi các bạn bấm chữ get link nha các bạn. Rồi các bạn lấy link chia sẻ cho người ta rồi bấm balance nè các bạn. Đã nhận được nữa vì video mình đến đây kết thúc. Xin chào tất cả các bạn. Con này rất là đơn giản nha các bạn. Vì video mình kết thúc nha các bạn. Chúc các bạn thành công nha các bạn.